KDM đỡ tiếp tục vào trận tranh chung kết đầu tiên. Trận tranh chung kết rao đấu đầu tiên giữa chiến đội phân bội là Lạng Lương cầm xấu. Và trong trận chung kết này chúng ta sẽ thi đấu hình thức bo 5-5, chạm 3 sẽ win nha anh em ơi. Và giờ chúng ta sẽ vào bên trong cùng xem sẽ đồ hai cầu thủ đỡ trước khi vào trận đấu sẽ ra sao nha. Anh em cùng dự đoán xem ai sẽ win trong trận đấu này. Và đây là sơ đồ của phân bội. Phân bội là một hạng thiên nhẫn văn long kích nha anh em. Đến sự win 1 set đồng bang 19, 29, 28 và 27. Một cây kích tóc 30, bản sắc 95, đặt móc 94. Khán hỏi là 140. Sinh lực một lực. Sinh lực và thì chắc thư vật lý chứ. Một cái nón thủ lý làm chậm. Một bao tay khăn lôi. Một áo khăn lôi phục hồi. Một đai lưng thủ lý làm chậm. Chuyển hóa các kiểu. Đai lưng và quần. Đai lưng bao tay và áo văn vậy. Một đôi giày, tóc và khăn họ chón các kiểu mắt pin. Và tiếp theo đây là sơ đồ của cao thủ Lã Bắc Lương A9, một ạc năm độc anh em. Theo như Khải dự đoán thì ạc năm độc trong trận đấu này sẽ có tỷ lệ win nhỉnh hơn. Nhỉnh hơn hoàn toàn. Đang thử mình một xét năm bang. Một bao tay minh ảo. Một áo u lung. Một đai lưng thủ lý làm chậm xấu dòng. Quá đẹp. Một nón thủ lý làm chậm xấu dòng quá đẹp luôn. Một đôi giày thủ lý làm chậm xấu dòng quá đẹp luôn. Một cái đao tóc 30 sắc 99 mắt pin. Và một dòng kháng họ và chón mắt hoàn toàn. Sinh lực và sắc thường lý. Sử dụng bông tiêu. Hai bên đều có cho mình bông tiêu. Trận đấu chúng ta còn 20 giờ để bắt đầu trận đấu đầu tiên này. Ở trong trận tranh chung kết này chúng ta sẽ đấu 5 rào như nào. Rào đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Năm độc đã kịp thời cách mùa lên thiên nhẫn vào lòng kết rồi. Hiện tại anh ta đã đánh ra những đòn đào 9x. Và bây giờ xuất hiện đòn bắt độc đầu tiên. Quá nhanh gọn. Sau khi cắt được bùa âm trúng độc và cũng như là bùa âm thời gian rút độc thì năm độc đã kịp thời một đòn đao bắt độc xuyên tâm đã làm cho phong bụi bốc ơi khá là nhanh, không thở kịp nào, không thể nào mà bơm máu được. Và các bạn anh ta đã bỏ cuộc ở đây mà. Đào đó đầu tiên quá nhanh, anh ta đành phải bỏ cuộc tranh. Ra một win 1-0. Như anh em đã thấy thì phong bồi đã bỏ cuộc đây mà. Nhiều anh em dự đoán là thiên nhẫn lần kích không có vũ khí vàng sao mà đánh. Thì cũng đó cũng là một cái gì đó thôi. Chứ nếu có vũ khí vàng thì thiên nhẫn lần kích cũng có thể đánh hơn một chút. Chứ đỡ mà win em đọc thì Khải thấy không thể nào win em đọc được anh em. Tại vì Khải cũng đã từng cầm năm độc và full set đồ u lung cũng như là full set đồng bang rồi. Năm độc mà đỡ giao tranh solo thì bá đạo này mà, không gì đỡ mà so sánh với năm độc với thời điểm đồ tím như thế này được. Và xin chúc mừng Lã Bắc Lương A9 đã lên ngôi quán quân của giải đấu và là minh chủ của cùng mấy chủ La Tiêu Sơn. Và người còn lại đó là phong bùa, người còn lại đó là phong bụi đã bỏ cuộc và chỉ dành cho mình hạng áo quân mà thôi. Xin chúc mừng phong bụi đã dành cho mình hạng 2. Và giải đấu của giải đấu và là mình chủ mấy chủ La Tiêu Sơn này. Và tiếp tục vào ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục đến cùng mấy chủ tiếp theo anh em. Và xin kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ và đừng quên. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với cùng mấy chủ Khải đang tham gia. Đó là mấy chủ Đại Xã Tắc cùng tham gia và cũng như là hoạt động nhật quả đánh boss và cũng như là 21 giờ tống kim giao lưu chơi nha anh em. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với mấy chủ Khải đang tham gia nha anh em ơi. Quýt cho khỏe, đúng rồi Hiển Đào ơi. Ao cho khỏe hả?